Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Đây là một cặp lô bát Mỹ. Mỹ nồi nha. Đây là dòng bát của hãng Jensen. Đây, củ lò. Mấy củ lò Mỹ cổ thường nó hay có cái bụi phấn này. Nói việc, à. Cái để việc ấy, mình quẹt lên thấy nó chín trắng trắng này. Nó màu trắng trắng vậy đó. Đấy, bên đây cũng vậy. Cái củ từ này chắc tầm khoảng 13, 14 gì đó. Từ rất là mạnh. Hít, kích kích luôn. Đây là cái mã số của cái lo của cái màn lo nè. À, để việc lấy nét ở bên đây cơ. Bên đó, chỗ này. Mã số của cái màn lo. Mã số ở bên đây. Cái lo bên đây nó có mã số nhỏ hơn. Này. Jensen cổ. Thanh lý nha, cặp này rất là nặng. Con zin. Và đây là hình thức ở phía mặt trước của lo quý vị. À. Thì do cặp này là sản xuất không cùng năm, không trùng số seri, cho nên quý vị thấy là cái màn giấy công nghiệp một bên đây nó hơi là bạc bạc, còn bên đây nó hơi đen đen, tức là một bên đậm bên một bên lợt à. Mà zin nguyên bản nha quý vị, zin hết cho quý vị và bạn luôn à. Bảo đảm zin thì chất âm nó cũng y chang nhau thôi. Thì giá thì nó đương nhiên là nó phải hợp lý rồi, nó phải rẻ rồi, tại vì nó lệch màu một tí xíu thì mình bán rẻ thôi. Đó. Ở đây quý vị thấy có một cái lằn keo nè, là do hồi xưa người ta làm thủ công á, quý vị và các bạn, đôi khi keo nó bị lem đó, chứ không phải là bị gách màng hay bị gì nha. Đó, một cái vệt keo này. Ừ. Đó. Rồi bên đây nè, bụi đồ mình chưa có lao gì hết. Đó. Gân mút mềm nha quý vị và các bạn, bảo đảm là lo zin chưa có đụng chạm đó, con zin cái này là hồi xưa người ta làm thủ công làm bằng tay đó, cho nên vô keo nó cũng hơi lem lem đó. Đó, quý vị. Thì hai cái này về hình thức ở phía trước thì cũng như quý vị thấy là nó khác nhau một tí xíu về màu à. Còn cái nhện thì một cái nhện màu nâu, một cái nhện màu xanh, lo thì zin đó. Còn hình thức sườn lo hay là củ lo gì thì giống hệt nhau à đó. Khác đời khác mã số thôi, tại vì cái mã số trên màn là quý vị nhìn thấy là quý vị biết rồi, đâu rồi đây cái mã số trên màn nè, là nó khác nè, 4 5 1 2 5 3 1 0 5 2 ở 0 2 5 chứ. Rồi bên đây là 3 0 1 2 2 1 9 H 1 đó, nó khác với quý vị bảo bàn đó. Rồi thì cái cặp này với tình trạng đúng như video Việt quay, bảo đảm xin hát tốt, hát tiếng bass thì thấy nó không có lệch nhau, và giá của cặp này việc bán á là 2.600.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển luôn, rẻ như lo tàu. Rồi quý vị nào mua thì chốt,